Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Từng trên bến dưới thuyền, trùm giang hồ quân idol cười mỉa trước lời khai của đàn em. Ngày 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Quốc Quân, hay Quân Idol, 33 tuổi, ngụ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa và 8 đồng phạm. Trong sáng 29 tháng 8, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan đến tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Quân và Lê Văn Sơn, 34 tuổi, ngụ tại thôn Tân Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Phạm Công Định, 26 tuổi, ngụ tại thôn Tân Phú, xã Cam Thành, Trần Lê Duy Thịnh, 27 tuổi, ngụ tại thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ đã bàn bạc, thống nhất tổ chức vận chuyển hơn 10 kg ma túy ketamin đưa vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Phạm Công Định và Lê Văn Sơn bị bắt quả tang khi vận chuyển số ma túy kể trên tại khu vực cầu vượt đường sắt thuộc địa phận thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào tối ngày 13 tháng 2 năm 2023. Tại phần xét hỏi, Lê Văn Sơn khai đã 5 lần vận chuyển ma túy cho Quân. Mỗi vụ vận chuyển thành công sẽ nhận tiền công từ 20 đến 30 triệu đồng. Vì vậy, khi đọc tin nhắn từ Zalo Quân gửi, Sơn hiểu ngay việc vận chuyển ma túy, mỗi cục tương ứng 1 kg. Tổng cộng, Sơn nhận vận chuyển 10 kg cho Quân. Khi vận chuyển ma túy thành công, Quân thông qua người khác đưa tiền công cho Sơn. Sơn sẽ chi trả cho Định. Sơn khai rằng, Quân chỉ đạo cho Sơn vận chuyển ma túy. Sơn liên hệ với Định và chỉ đạo Định. Định rủ Thịnh tham gia trực tiếp lái xe, chở 10 kg ma túy vào thành phố Hồ Chí Minh thì bị bắt quả tang. Về phần Định và Thịnh, thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tại phiên tòa, Quân khai là bạn học cấp 3 với Sơn, nhiều lần liên lạc với Sơn qua Zalo để rủ đánh bài, vận chuyển pháo chứ không liên quan đến việc vận chuyển ma túy. Quân khai việc nhắn tin với Sơn với nội dung chia 5 năm, chia 73 là phân chia số tiền chia lợi nhuận và chia số lượng pháo để vận chuyển. Trong khi, bị cáo Lê Văn Sơn nói Quân khai như vậy là không đúng và nói rằng đó là khối lượng ma túy để vận chuyển. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng Nguyễn Quốc Quân không thừa nhận việc chỉ đạo các đối tượng vận chuyển 10 kg ma túy, nhưng các bằng chứng thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan phù hợp, khẳng định Quân có tội. Vì vậy, đơn vị này đề nghị tử hình Quân, Thịnh, Định, Sơn vì liên quan đến vụ vận chuyển 10 kg ma túy. Quân còn bị đề nghị 8 đến 9 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản, 4 đến 5 năm tù vì bắt giữ người trái pháp luật, 15 đến 18 tháng tội đe dọa giết người. Bị cáo Nguyễn Phi Cường, 34 tuổi, ngụ tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, bị đề nghị 7 đến 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 6 đến 7 năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy, 2 đến 3 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Hoàng Thái Mạnh, 32 tuổi, ngụ tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, bị đề nghị phạt tù từ 5 đến 6 năm tội cưỡng đoạt tài sản, 2 đến 3 năm tội bắt giữ người trái pháp luật. Đinh Văn Thái, 34 tuổi, ngụ tại khối 2, thị trấn Khe Sanh, bị đề nghị 5 đến 6 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Trần Hoài Thanh, 32 tuổi, ngụ tại khối 2, thị trấn Khe Sanh, bị đề nghị 5 đến 6 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Trần Thị Lệ, 33 tuổi, ngụ tại khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, bị đề nghị xử phạt 200 đến 300 triệu đồng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trước đó, trong phiên xét xử ngày 28 tháng 8, Nguyễn Quốc Quân thừa nhận vai trò chủ mưu rủ rê các bị cáo khác thực hiện hành vi tội bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đe dọa giết người. Chiều ngày 17 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án bắt giữ người trái pháp luật do Nguyễn Quốc Quân, biệt danh Quân Idol 32 tuổi, Hoàng Thái Mạnh 31 tuổi, cùng ngụ tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, và Nguyễn Phi Cường 33 tuổi, ngụ tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị thực hiện. Đồng thời, đơn vị đã khởi tố bổ sung một số tội danh đối với các đối tượng. Quân Idol bị khởi tố thêm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, đe dọa giết người, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản,
với những tội danh nêu trên, ngay trở về của quân Idol miền Tây Quảng Trị trở nên xa lắc. Quân Idol là nghi phạm có vai trò chủ mưu trong vụ án vận chuyển 10kg ma túy đã bị công an huyện Cam Lộ phối hợp với công an Quảng Trị bắt vào thời điểm tháng 2, 2023. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố đối với quân Idol về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, đe dọa giết người, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Ngoài quân Idol, Nguyễn Phi Cường bị khởi tố thêm tội tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Liên quan đến tội cưỡng đoạt tài sản do quân Idol có vai trò chủ mưu, công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ thêm hai đối tượng, Đinh Văn Thái và Trần Hoài Thanh, cùng ngụ tại thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa. Trước đó, công an tỉnh Quảng Trị nhận được đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật do quân Idol Quang Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường thực hiện vào ngày 17 tháng 8, 2021 tại thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa. Vào ngày 25 tháng 8, 2021, công an tỉnh Quảng Trị đã quy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để tiến hành bắt giữ quân Idol Quang Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng, công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. Sau đó, công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với quân Idol Quang Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật. Quân Idol được biết đến qua các clip đòi nợ đăng tải trên mạng xã hội. Đối tượng này có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và được cho sở hữu nhiều cơ sở cầm đồ, nhiều chiếc xe sang, biển số đẹp. Ngày 8 tháng 9, 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Quân, 32 tuổi, biệt danh quân Idol, Quang Thái Mạnh, 30 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa và Nguyễn Phi Cường, 33 tuổi, ngụ tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhận được các đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật do quân Idol Quang Thái Mạnh và Nguyễn Phi Cường thực hiện vào ngày 17 tháng 8, 2021 tại huyện Hướng Hóa. Ngày 25 tháng 8, 2023, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với quân Idol Quang Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường. Đồng thời, cơ quan công an cũng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp phương tiện và chỗ ở đối với các đối tượng trên. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an tỉnh Quảng Trị đã đề nghị người dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của quân Idol Nguyễn Phi Cường, Quang Thái Mạnh đến cơ quan chức năng. Trước đó, ngày 28 tháng 9, 2023, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành thông cáo báo chí về kết quả giải quyết tố giác về tội phạm bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhận được các đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật do Nguyễn Quốc Quân, biệt danh quân Idol 32 tuổi, Quang Thái Mạnh 31 tuổi, cùng ngụ khối 1, thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, và Nguyễn Phi Cường 33 tuổi, ngụ thôn Lương Lĩ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, thực hiện vào ngày 17 tháng 8, 2021 tại huyện Hướng Hóa. Ngày 25 tháng 8, 2023, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Quân, 32 tuổi, biệt danh là Quân Idol, ngụ tại thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, cùng một số đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trong sáng ngày 25 tháng 8, 2023, sau khi bắt giữ Quân Idol, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Hướng Hóa phong tỏa nhiều đoạn đường để khám xét nhà ở, nơi kinh doanh của đối tượng này. Đến tối cùng ngày, công tác khám xét đang được lực lượng công an khẩn trương thực hiện. Ngoài quân Idol, cơ quan công an còn bắt giữ Hoàng Thái Mạnh 31 tuổi, ngụ thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa và Nguyễn Phi Cường 33 tuổi, ngụ xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa vì liên quan đến hành vi trên. Trước đó, Công an Quảng Trị nhận được đơn tố giác tội phạm về hành vi bắt giữ người trái phép liên quan đến nhóm đối tượng trên. Sau khi xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan, Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với quân Idol và các đối tượng trên. Theo tìm hiểu, dù tuổi đời còn trẻ nhưng quân Idol được biết đến là một đàn anh có máu mặt ở miền núi tỉnh Quảng Trị. Đối tượng này được cho sở hữu nhiều chiếc xe sang, biển số siêu VIP. Đồng thời, cơ quan công an cũng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp phương tiện và chỗ ở đối với các đối tượng trên. Quá trình khám xét khẩn cấp,
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị quần chúng nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường, Quang Thái Mạnh đến cơ quan chức năng theo địa chỉ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, km 2, quốc lộ 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, số điện thoại 0694 120 243. Nguyễn Quốc Quân sinh năm 1992, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có biệt danh Quân Idol, bóng dưng nổi tiếng nhờ sự giàu có với hàng loạt tài sản như xe sang, nhiều nhà đất, khách sạn, các tiệm cầm đồ, sân bóng nhân tạo, nhà hàng, quán pizza. Đặc biệt, với cách ăn chơi xa xỉ cộng với việc đăng các video đòi nợ, chửi bới, thách thức người vay tiền và lực lượng chức năng, khiến cái tên Quân Idol ngày càng nổi. Trong khi bố mẹ Quân làm rẫy, hoàn cảnh bình thường nên không phải có của ăn của để cho con cái. Cụ thể, khoảng hơn nửa năm trở lại đây, người dân ở xa đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khu vực biên giới Việt Lào, khi hỏi những thanh niên trong thị trấn về Quân Idol, không ai mà không biết đến. Bởi gần đây, Quân bỗng dưng nổi tiếng và được nhiều người biết đến như là trùm giang hồ miền Tây Quảng Trị. Quân hiện đang nổi tiếng cho vay tiền nóng và cầm đồ với số tiền cho vay có lần lên đến nhiều tỷ đồng. Nếu chỉ cần ai làm mất lòng không vừa ý, trái lại ý Quân hay vay mượn tiền chậm trả, thì Quân sẵn sàng cho đàn em xử ngay. Đồng thời Quân đe dọa, nếu ai báo công an, thì Quân sẽ cho đàn em bên kia Lào qua xử lý mà không để lại dấu vết. Nhiều người dân ở địa phương rất bức xúc trước thái độ xem thường pháp luật, ngang tàn của Quân nhưng lo sợ bị giết, nên không ai dám lên tiếng. Theo công an thị trấn Khe Sanh, quá khứ bất hảo của Quân Idol bắt đầu vào khoảng 16 năm về trước, khi Quân mới 16 tuổi. Đang học cấp 3, nhưng Quân đã là một trong những tên trộm cắp có nghề trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Với lần trộm cắp nghiêm trọng đầu đời đó, dù mới 16 tuổi, Quân đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hướng Hóa tuyên phạt 6 tháng tù. Sau lần vấp ngã đó, ông Nguyễn Quốc Nờ làm nghề rẫy bố của Quân, hy vọng rằng sau khi ra tù, con mình sẽ cố gắng cải tạo tốt để trở thành công dân tốt. Nào ngờ chỉ vài tháng sau, Quân lại gây ra một vụ trộm tày trời khác tại địa bàn Hướng Hóa. Cụ thể, tháng 10/2010, Quân tiếp tục bị Tòa án Nhân dân huyện Hướng Hóa xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đến tháng 2/2011, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Sau khi ra tù, dù còn trẻ nhưng Quân vẫn không chịu tu chí, lo lao động mà lại ăn chơi lêu lỏng, sống buông thả và chờ cơ hội để ra tay trộm cắp. Năm 2012, Quân tiếp tục đột nhập một nhà dân tại huyện Hướng Hóa và tháng 1/2013. Bị Tòa án Nhân dân huyện Hướng Hóa tuyên phạt 3 tháng 22 ngày tù về tội trộm cắp tài sản. Lần ra trại này, Quân cũng hứa với người thân sẽ cố gắng làm người tử tế, kiếm công ăn việc làm, nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ. Khi năm 2014, Quân lại một lần gây ra vụ trộm tài sản với giá trị lớn của một nhà dân tại huyện Hướng Hóa. Tháng 4/2015, Quân bị Tòa án Nhân dân huyện Hướng Hóa xử phạt 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và thi hành án tại trại giam Nghĩa An, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đến đầu năm 2017, Quân chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương, theo nhận định của một điều tra viên từng đấu tranh vụ án trộm cắp tài sản do đối tượng Nguyễn Quốc Quân thực hiện. Đây là đối tượng lì lợm, ngoan cố, rất manh động, là đối tượng từng vào tù ra tội, nên khi làm việc với cơ quan công an, Quân tìm mọi cách để đối phó, khai báo vòng vo. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.